Kem đặc trị nám Mezuji là một trong những sản phẩm mà chị em phụ nữ tin dùng nhiều nhất hiện nay. Tuy nhiên, một đặc tính khiến nhiều chị em khóc dòng khi sử dụng kem trị nám này, đó chính là bong chóc. Tình trạng da như vậy khiến không ít chị em hoang mang, lo lắng khá nhiều và liệu có hư da mặt không, có xấu hơn không. Hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp tìm hiểu về hiện tượng bong chóc khi thoa kem Mezuji này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nếu bạn lần đầu sử dụng kem đặc trị nám, còn hơi ngại khi có làn da bong chóc, bạn có thể đeo khẩu trang để cho bản thân mình tự tin hơn khi đi ra ngoài. Khi sử dụng kem Mezuji, ở thời gian đầu bạn nên sử dụng sản phẩm từ 1 đến 2 lần trên tuần, khi quen dần thì tăng dần. Sau khi đã quen thì tăng lên dùng hàng ngày. Đồng thời, bạn phải luôn cung cấp dưỡng chất cho cơ thể thông qua thực phẩm để phục hồi làn da. Luôn thoa kem chống nắng thường xuyên, không tự bóc lớp da bị bong bằng tay. Và thật tế là ai ai khi sử dụng kem trị nám Mezuji Nói riêng hay sản phẩm đặc trị nám nói chung đều cũng xảy ra hiện tượng bong da nhẹ, thế nên chị em có thể yên tâm mà tiếp tục sử dụng bình thường nhé. Đồng thời bạn cũng có thể sử dụng thêm serum nhẹ để có thể làm dịu da của mình nữa. Nếu tình trạng da của bạn bị bỏng quá nhiều, nổi mụn nước, bạn nên tạm ngưng sử dụng các loại kem đặc trị và đến gặp bác sĩ da liễu để có lời khuyên chính xác nhất. Nếu tình trạng da bỏng rát quá mức, rộp nước, đỏ sưng, nổi mụn quá nhiều và khác thường như mụn bọc, mụn mủ hoặc nếu thấy tình trạng da bong liên tục trong thời gian dài và cứ bôi kem là xảy ra hiện tượng bong da thì bạn phải tạm dừng bôi kem đặc trị và nên thăm khám bác sĩ da liễu để được tư vấn chuẩn xác nhất. Đồng thời, chính bạn lúc này phải thấu hiểu da mình cần gì. Bạn nên ngừng hết các loại dưỡng da làm sạch quá mức và cần phải tăng cường phục hồi da, làm dịu da, chống nắng, che chắn kỹ càng, bổ sung thực phẩm từ bên trong. Khi da dần hồi phục, bạn sẽ quay trở lại dùng kem điều trị nám với liều lượng nhỏ, diện tích hẹp nhé. Kem hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều, bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem Mejiuji hàng chính hãng. Bên mình nói thẳng luôn là nếu bạn muốn mua hàng chính hãng yên tâm mà không phải lo lắng nghĩ ngợi nhiều thì mua của shop mình. Bên mình cam kết bán hàng chính hãng 100%. Bạn đừng quan tâm đến giá mà hãy quan tâm đến chất lượng, vì kem bôi lên mặt thì không thể nào đùa được. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.